Các bạn đã vừa thấy hoa gì không ạ? Thì đây cây đỗ quyên các bạn ạ, hoa đỗ quyên rất là đẹp, đỏ xinh này. Thì cái cây đỗ quyên này ấy, cây đỗ quyên này thì cây đỗ quyên này thì đã lâu rồi, nhưng mà liệu các bạn đã biết rất là nhiều, biết hoa đỗ quyên, biết cây đỗ quyên rất nhiều rồi, nhưng mà các bạn có biết về ý nghĩa và công dụng của cái cây này thì các bạn muốn biết thì các bạn hãy theo dõi cái cây 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 đời của mình để mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì hoa đỗ quyên, cây đỗ quyên này là một loài hoa đẹp và có rất là nhiều ý nghĩa. Hôm nay thì cây đời sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu về ý nghĩa và công dụng, cách trồng và chăm sóc đơn giản của loài cây này nhé. Thì thứ nhất là về nguồn gốc của cây đỗ quyên này. Nguồn gốc và đặc điểm thì cây hoa đỗ quyên này thì có nguồn gốc từ các quốc gia là của Nepal. Loại hoa này có nguồn gốc từ vùng vùng đất ôn đới, và tại Việt Nam thì hoa đỗ quyên này chỉ có thể tự mọc tại các vùng như Sapa, Lào Cai hay là Tam Đảo, Vĩnh Phúc đó, các tỉnh như Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế hoặc là Bắc Nam gì đó. Thì về đặc điểm của hoa đỗ quyên này thì thân cây của hoa đỗ quyên này có hình dáng phong trần khẳng khẳng khiu, và vỏ cây sần sùi và cao khoảng 50 đến 200 cm, cao khoảng 50 đến 200 cm. Cái cây mà mình đang cầm là cũng là loại vừa vừa thôi, tầm 50-60 cm thôi đó. Thì cái lá của màu lá 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 của màu lá lá của nó thì có màu xanh đậm, lá của nó thì có màu xanh đậm và có màu xanh đậm và có cái hình bầu dục nhé mọi người. Cái cây lá hoa đỗ quyên này và cái mọc của nó làm gì nhỉ, nó mọc so le nhau thì thôi về phía đâu thì đường dài tầm 1 đến 2 cm thôi đó. Thì hoa đỗ quyên này bao gồm có rất là nhiều cái cảnh xoăn nếp gai tròn bên nhau như thế này đó. Thì mùi hương của hoa này thì phảng phất nó dễ chịu, và hơn nữa đây là một loài hoa mà rất nhiều màu sắc như là đỏ, hồng, trắng. Thì cái cây này của mình thì là màu đỏ nhá, rất xinh, xinh lắm các bạn ơi, xinh. Đó. Có thể bạn chưa biết rằng cái cây này, cái hoa đỗ quyên này thì ẩn chứa đầu đằng sau nó là một cái vẻ đẹp thanh thoát của hoa này, và có một sự tích vô cùng cảm động của câu chuyện nó bắt đầu từ xa xưa. Từ xa xưa thì có hai vợ chồng sống rất hạnh phúc bên nhau, người chồng thì thường săn bắt và đốn củi trong rừng sâu, và nhưng mà đến một hôm thì người chồng đi vào rừng sâu đi mãi mà không thấy cái đường mà quay trở về á. Thì người vợ đợi hết tháng này, nhưng lại không thấy tin tức gì của người chồng. Vì vậy mà nàng đã khăng gói quyết định là sẽ đi vào rừng sâu để tìm chồng của mình. Đó. Và nhưng cuộc đời đó lại trớ trêu thay, đó là người chồng đi, người vợ đi đi vừa đi mà vừa đi vừa đi ra khỏi nhà thì người chồng lại quay về. Đấy. Và người vợ tìm chồng hoài mà không thấy, thì cô đã bị kiệt sức và chết ở bên một tảng đá. Và ở đó thì mọc lên một bông hoa nhỏ tỏa mùi hương thơm ngát, và câu chuyện của nàng làm cho ông tiên cảm động, và nên đã đặt tên cho loài hoa này là hoa đỗ.
Còn người chồng ở nhà thì không thấy vợ, còn người chồng ở nhà thì không thấy vợ nên là cũng quay vào rừng sâu để tìm người vợ, nhưng mà cha cũng không thể nào tìm thấy được người vợ của mình vì tìm ngày qua ngày nhưng mà người chồng gục tại tảng đá kia mà chết. Cuộc đời rất là trớ trêu đúng không ạ? Và sau khi chết đi thì người chồng vì vấn vương cõi trần mà đã hóa thành một chú chim, ngày ngày thì ca hót để tìm vợ trở về. Tiên ông thương xót đặt tên cho loài chim này là chim quyên đó. Chim quyên ấy thì chỗ đọc lái là quyên ấy đó. Từ đó về sau thì dân gian gọi loài hoa kia là hoa đỗ quyên để mong muốn hai vợ chồng được đoàn tụ bên nhau và hạnh phúc. Thì đó là cái câu chuyện xa xưa mà cái kể về loài hoa đỗ quyên này. Và hoa đỗ quyên này chỉ có bao nhiêu loại và ý nghĩa của hoa đỗ quyên như thế nào ấy thì ngày nay thì trên khắp thế giới thì có hơn 100 loại giống đỗ quyên và rất nhiều màu sắc khác nhau được người ta chọn để trồng để trang trí làm cảnh quan, mà mỗi màu sắc đỗ quyên lại mang một vẻ đẹp ý nghĩa tượng trưng riêng đó. Và ví dụ như là cái hoa đỗ quyên mà Brombeiro màu xanh tím phổ biến ở Bắc Mỹ và Florida là hay là hay đỗ quyên màu đỏ được phổ biến, đỗ quyên Kelly màu đỏ được phổ biến ở Việt Nam để đây, hoa đỗ quyên Kelly màu đỏ được phổ biến ở Việt Nam rất là xinh đúng không? Bây giờ showroom của mình vừa về ở cái cây đỗ quyên này rất là xinh mà giá thì rất là rẻ nha mọi người. Ý nghĩa của cây đỗ quyên này thì qua cái sự tích mà mình vừa kể á thì ta có thể thấy là hoa đỗ quyên được biểu tượng cho tình yêu đôi lứa và nghĩa nghĩa tình vợ chồng son sắt chung thủy. Người Trung Quốc thì cho rằng loài hoa này thể hiện sự ôn hòa nữ tính và dịu dàng. Còn ngoài ra thì theo quan điểm của phong thủy hay là những hoa đỗ quyên này tượng trưng cho sự sum vầy ấm áp trong gia đình và giúp cho gia chủ của mình xua đuổi được và cái tà khí và mang lại sự may mắn thịnh vượng và vượng khí của mình. Ngoài ra thì ngoài hai ý nghĩa trên á thì cái những màu sắc khác nhau của hoa đỗ quyên nó cũng mang lại cho mình cái một ý nghĩa đặc trưng riêng. Hoa đỗ quyên vàng thì tượng trưng cho gia đình và tình bạn. Hoa đỗ quyên tím và hồng thì tượng trưng cho sự vui vẻ, thoải mái, không âu lo và căng thẳng. Còn hoa đỗ quyên trắng thì thể hiện cho sự lịch sự, thanh khiết và biết kiềm chế. Và hoa đỗ quyên đỏ lại đại diện cho thì ngoài mấy cái đấy ra thì cái công dụng của hoa đỗ quyên, cây đỗ quyên này á thì ngoài để trang trí nhà ở, để trang trí cái không gian sống của mình làm đẹp cho nhà cửa và thu hút may mắn thì hoa đỗ quyên này còn có những công dụng bất ngờ về cho đối đối với sức khỏe của chúng ta. Trong y học thì người ta có thể dùng hoa đỗ quyên với những lý do như sau. Thì hoa đỗ quyên có thể làm vị thuốc điều hòa kinh nguyệt và trị phong thấp, tuy nhiên thì cần dùng để theo các quy định của bác sĩ. Đó. Rễ cây đỗ quyên có tác dụng ngăn ngừa phong thấp và hoạt huyết và cần và cầm máu. Đấy. Để cây đỗ quyên cây đỗ quyên còn dùng để chống ngứa này, thanh nhiệt, giải độc và mụn nhọt, sưng đỏ, ngoại thương và xuất huyết mề đay đó. Về cách trồng thì rất là dễ, là cây nhà chọn giống hoa hay là trồng cái nhà trồng trong đất này này đó, chọn đất trồng hay là chọn chậu này. Thì trồng thì đơn giản thôi, thì mình chỉ cần dùng một lớp ni lông để lót từ dưới đáy chậu và để xếp một lớp gạch sỏi lên trên 20 cm thì ở lên lên phía trên á.
sau đó mình sẽ bỏ đất vào chậu, và sau sao sao cho lượng đất nó sẽ phù hợp khoảng 1 phần 2 hoặc là 2 phần 3 chậu là được. Đó. Mang cây cải giống như chuẩn bị vào trong chậu, và chú ý là để cái bộ rễ của cành được tự do thì chúng ta dùng đập dùng dùng tay đập nhẹ nhàng, và khi thấy rễ cây phát triển tới đáy chậu ấy thì thay chậu to hơn, và để chuẩn bị và đất để chuẩn bị như là như như trước khi mình trồng á. Thì bây giờ để dễ dàng mua cây đỗ quyên thì có thể ra các cửa hàng kinh doanh, và cây đỗ quyên này thì rất phổ biến ở Việt Nam rồi, thế nên là bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng đó. Giá thì cũng dao động dao động một khoảng là tầm 8 đến 80 đến 300 đồng, 300.000 đồng. Đó. Hoặc là các bạn có thể ra cái showroom cây đời ở ngay 39 39 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội nhá. Showroom của mình thì hiện tại đang rất là nhiều cây cảnh đẹp và mới về luôn các bạn ơi, đằng sau của mình rất là nhiều. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì các bạn có thể qua bên đây để lựa chọn cho mình cái cây mà phù hợp nhất nhé.